tác phẩm sẽ là Phúc Phúc cao 1m rộng 33 và sâu 30 con nhá. Đấy, bên này đang ghi mà kích thước dưới phần bình luận giá. À, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hơn nhá. Bên em sẽ đi chi tiết cho các bạn. Bác nào mua tác phẩm này bên em có một sản phẩm quà tặng kết hợp rất là ý nghĩa luôn. Đấy ạ, mua Phật Di Lặc tặng Phật Dược Sư. Liền không sót. Liền hết các bạn, liền toàn bộ luôn, không một chi tiết chặt ghép nào mà cũng không một nỗi vết nào luôn các bạn. Không có một nỗi vết nhỏ nào luôn. Đấy ạ, mua một tượng Phật Di Lặc tặng một tượng Phật từ Trầm Hương các bạn nhá. Đấy. Nếu mà hôm nay các bác muốn đấu giá cho một cái tháng mới nó hoan hỉ thì cũng được. Còn không thì em sẽ báo giá cho các bác nhà mình nhé. Đấy, có thể báo giá cho các bác nhà mình cũng được. Ok, em thấy một dấu chấm rồi ạ. Có bác nào nên cho những dấu chấm tiếp theo không ạ? Một bức tượng Phật Di Lặc tuyệt đẹp trên chất liệu gỗ hương. Đấy, gỗ hương đá. Không có một nỗi vết nhỏ nào các bác nha. Các bác nhìn những nụ cười này. Đấy. Nhìn cả ánh mắt nữa các bác nha. Đấy. Cả những cái ánh mắt này nữa. Đấy. Nhìn cái ánh mắt rất là hiền từ đúng không ạ? Đấy. Rất là hiền từ chịu mấy luôn. Về đường vân của tác phẩm này, các bác có thể nhìn trực tiếp trên cái màn hình điện thoại. Các bác thấy rằng đường vân rất là đẹp của gỗ hương đá đem lại nhé. Tác phẩm này bên em sơn bóng mờ chứ không sơn bóng các bác, sơn bóng mờ để chúng ta còn ngắm vân. Về cái diện mặt của ngài thì nụ cười hoan hỉ, ánh mắt lạc quan, hai tay đang chắp vào nhau với cái lời chúc mang đến cho chúng ta sức khỏe này, sự trường thọ, mang đến cái công việc làm ăn phát tài phát lộc các bác nhá. Bên này là một cái trí tuệ như ý của ngài Phật Di Lặc luôn luôn gắn liền với ngài. Kèm theo bên dưới là những cái đường vạt áo tà áo đây. Đục rất là bay bổng công phu các bạn. Đây, đây là họa tiết hoa văn trên cái vạt áo các bạn. Đấy, họa tiết hoa văn bên vạt áo bên em đục tỉa chạm chỗ điêu khắc những cái nét từ cái nét nhỏ đến cái nét lớn. Và ở đây có chữ, ngài có cầm là 4 đồng tiền xu, có chữ là vạn sự như ý. Chữ này thì hoàn toàn là liền các bạn, hoàn toàn liền không có gắn đâu. Nhiều tác phẩm thì gắn, tác phẩm này thì là liền. Đấy, vạt áo tà áo làm rất là bay. Đây, ngài đang đứng trên một cái bĩ tiền nữa. Hình ảnh Di Lặc chúc phúc lúc nào cũng đứng trên một bĩ tiền mà hai tay chắp vào nhau có nhá, một cái như ý bên cạnh. Tác phẩm cao lên đến 1m và rất là nặng, chế tác trên chất liệu gỗ hương đá. Bên dưới là 3 tầng tiền xu, sau rồi đến bĩ tiền, sau rồi đến Phật Di Lặc. Có bác nào trong tháng này có muốn mở cửa hàng kinh doanh buôn bán không ạ? Thì lên cho bên em xin phần tín hiệu các bác nhé. Để chúng ta đấu giá được tác phẩm này mang về để trang trí trưng bày cho không gian cửa hàng của mình. Bác Thu Hiền đã cho dấu chấm, bác Hải Cảnh Nguyễn đã cho dấu chấm rồi ạ.